Và tiếp nối chương trình, chúng ta cùng chào đón diễn viên Trịnh Giỏi cùng tốp múa đến từ câu lạc bộ truyền thống huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên với tiết mục Phù Cừ mảnh đất địa linh, sợ già Mai Văn Lạng viết lời theo điệu đường trường bán thuốc. Và hôm nay thì câu lạc bộ truyền thống huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có một món quà rất đặc biệt, đó chính là đặc sản nhãn lồng Hưng Yên gửi tới các quý vị khán giả. Xin chào mừng. Gửi người còn lạ mà quen, mời em hãy khẽ với anh Phù Cừ, căng vải nhãn ngọt nên thơ, vải lai vải trứng trên đà thành công, đảng dân chung sức đồng lòng, huyện nông thôn mới sáng ngời niềm tin. Mời em ghé thăm chùa Bà Nghị, nhật nhì quá địa linh, đất địa linh.
Ôi cười ơi,